Xin chào các bạn. Những ngày gần đây, cái tên Jack Ma, người sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, nóng trên mạng xã hội khi xuất hiện tin đồn thất thiệt rằng tỷ phú này phải làm việc với cơ quan điều tra. Chỉ một tin đồn nhưng đã gây ra biến động dữ dội, khiến cổ phiếu của Alibaba đã lao dốc tới 9,4% tại Hồng Kông, thổi bay khoảng 26 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường của công ty trong thời gian ngắn. Hãy cùng Góc Tám Văn Hóa nhìn lại cuộc đời thăng trầm nhưng cũng đầy cảm hứng của vị tỷ phú tài ba này. Một tuổi trẻ nhiều vấp ngã, người từng giống nhất châu Á, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Alibaba, người sáng lập Taobao và Alipay Mã Vân, tên tiếng Anh là Jack Ma, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp trung học năm 1982 và trong lần đầu dự kỳ thi cao khảo toàn quốc chỉ đạt 1 điểm môn toán. Vào năm 1983, ông thi đại học lần thứ 2 và tiếp tục trượt. Năm 1984, ông tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 3 và đỗ chuyên ngành ngoại ngữ thương mại của trường sư phạm Hàng Châu. Tốt nghiệp Học viện Sư phạm Hàng Châu, nay là Đại học Sư phạm Hàng Châu, chuyên ngành tiếng Anh năm 1988. Ông Jack Ma kết hôn với bà Trương Anh, sinh năm 1966, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Đôi vợ chồng có 3 người con, 2 gái và 1 trai. Ông Mã đã xin việc với 30 công việc khác nhau và đều bị từ chối. Ông từng tâm sự: "Tôi đã xin một công việc ngành cảnh sát. Họ đã nói tôi không đủ tốt. Tôi đã tới SKFC khi họ tới thành phố tôi. 24 người nộp đơn, 23 người đã được nhận. Tôi là người duy nhất bị từ chối." Ông cũng đã nộp đơn 10 lần cho trường đại học Harvard nhưng cũng bị từ chối. Bước ngoặt nhờ Internet. Vào năm 1994, Jack Ma lần đầu được nghe về Internet. Và ngay trong năm 1995, ông tới Mỹ với bạn, người đã giúp ông tiếp cận với Internet. Ông tìm trên Internet từ bia. Có nhiều loại bia từ khắp nơi trên thế giới, nhưng không có bia từ Trung Quốc. Và ông càng ngạc nhiên hơn khi không có một thông tin nào khi search từ khóa China. Chính vì thế, ông cùng bạn lập ra một website liên quan tới Trung Quốc. Ông giới thiệu website vào lúc 9 giờ 40 sáng và tới 12 giờ 30 trưa đã nhận được một email từ một vài nhà đầu tư muốn biết về ông để đầu tư vào Trung Quốc. Điều đó đã khiến Mã Vân nhận ra rằng Internet ẩn chứa những cơ hội hết sức tuyệt vời. Vào tháng 4 năm 1995, ông Mã cùng vợ và một người bạn đã góp 20.000 USD bắt đầu công ty đầu tiên. Công ty của họ được dành riêng để tạo trang web cho các công ty và ông đặt tên cho nó là ChinaPage. Trong vòng 3 năm, công ty đã kiếm được 5 triệu nhân dân tệ, tương đương với 800.000 USD vào thời điểm đó. Vào năm 1999, trong căn hộ ở Hàng Châu, ông cùng 17 người bạn thành lập Alibaba với số tiền là 60.000 USD và sau đó đạt được những thành công hết sức vang dội. Không còn là người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma có mặt vào danh sách 25 doanh nhân quyền lực nhất châu Á vào năm 2005. Năm 2009 là một năm đầy thú vị trong cuộc đời của Jack khi ông lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Times. Vào năm 2017, ông đứng thứ 2 trong danh sách 50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới của tạp chí Fortune. Ông cũng từng được Forbes xếp hạng thứ 21 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Vào tháng 9 năm 2018, Jack Ma tuyên bố nghỉ hưu tại Alibaba để tập trung theo đuổi công việc hỗ trợ giáo dục, từ thiện và các hoạt động vì môi trường. Tính đến tháng 7 năm 2020, với giá trị tài sản ròng của Jack Ma ước tính là 48,2 tỷ USD, ông là người giàu thứ hai ở Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng tỷ phú mới nhất của Forbes năm 2022, tài sản của ông Jack Ma đã giảm khá sâu, hiện có 22,8 tỷ USD, xếp thứ 67 người giàu nhất thế giới, tụt 41 bậc so với năm 2021. Tính riêng bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc, ông Jack Ma hiện đứng thứ 9, cách khá xa người đứng đầu là Zhang Shanxia Trung Thiểm Thiểm, với tài sản ước tính là 65,7 tỷ USD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc Tám Văn Hóa để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.